khoảng trước sau của chân như đều dứt khoảng trước sau của pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh định pháp trụ pháp thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ đều dứt khoảng trước sau của thánh đế khổ đều dứt khoảng trước sau của thánh đế tập diệt đạo đều dứt khoảng trước sau của bốn tịnh lự đều dứt, khoảng trước sau của bốn vô lượng bốn định vô sắc đều dứt, khoảng trước sau của tám giải thoát đều dứt, khoảng trước sau của tám thắng xứ chín định thứ đại mười biến xứ đều dứt, khoảng trước sau của bốn niệm trụ đều dứt, khoảng trước sau của bốn tránh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo đều dứt, khoảng trước sau của pháp môn giải thoát không đều dứt khoảng trước sau của pháp môn giải thoát vô tướng vô nguyện đều dứt khoảng trước sau của mười địa bồ tát đều dứt khoảng trước sau của năm loại mắt đều dứt khoảng trước sau của sáu phép thần thông đều dứt khoảng trước sau của mười lực Phật đều dứt, khoảng trước sau của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng đều dứt, khoảng trước sau của pháp không quên mất đều dứt, khoảng trước sau của tánh luôn luôn xả đều dứt, khoảng trước sau của trí nhất thiết đều dứt. Khoảng trước sau của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng đều dứt. Khoảng trước sau của tất cả pháp môn Đà La Ni đều dứt khoảng trước sau của tất cả pháp môn tam ma địa đều dứt khoảng trước sau của quả dự lưu đều dứt khoảng trước sau của quả nhất lai bất hoàn a la hán đều dứt khoảng trước sau của quả vị độc giác đều dứt khoảng trước sau của tất cả hạnh đại bồ tát đều dứt khoảng trước sau của quả vị giác ngộ cao tột của chư phật đều dứt này thiện hiện do khoảng trước khoảng sau này đều dứt nên tất cả pháp đều dứt